Lô đất là một mẫu mốt nhé. À, chiều mặt tiền đường này thì nói chung là được nghe bảo 120 mét sát suối. Đây, trên đất trồng điều này, thuộc khu vực xã Tân Lâm, Xuân Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì giá đang được chào bán là 250 triệu một sào nha quý vị nhé. Cái giá chốt của chủ nhà đưa ra là 250 triệu một sào. Đường này đường đường đất đá này. Đấy, điện vô đây, bên này người ta làm cái trại gì đấy. Trại gà, trại vịt. Đấy. Đất mình giáp danh cái trại kia nha quý vị nhé. Nhưng mà cập theo cái mé bên này. Đất mình toàn điều đây, toàn điều. Qua tới cái đầu phía mãi bên kia, chỗ trụ điện là chỗ có người đang ngồi đấy. Thì và dài xuống tới suối luôn nhá. Một mẫu mốt. Và cách ra đường nhựa khoảng cỡ 200 mét. Cách ra đường nhựa ngoài đây 200 mét này. Đường này đường 6 mét ô tô đi vi vu. Đấy, quý vị có nhu cầu mua thì liên hệ cho anh Trung nhé. Một mẫu mốt giá 250 triệu một sào. Đường ô tô đi vi vu cách đường nhựa chỉ có 200 mét thôi. Rồi, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.